Xin chào mọi người, mình là Khánh. Hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu đến các bạn một cái mẫu sản phẩm, đó chính là một cặp hồ lô hút tài lộc. Sản phẩm với chiều cao là 75cm tính từ chân cho đến phần chóp của hồ lô. Trong video này là hai mẫu sản phẩm hồ lô mã đáo thành công và hồ lô thuận buồm xuôi gió. Sản phẩm được sản xuất thủ công tại Bát Tràng. Ở trên miệng của hồ lô thì có một quả hồ lô nhỏ được thiết kế rời để đậy làm nắp. Hồ lô với họa tiết hình ảnh được điêu khắc nổi 3D và đã được vẽ vàng rất là sáng bóng. Các bạn có thể quan sát thấy sản phẩm thì có sử dụng chất mem sáng bóng màu xanh coban hay còn gọi là màu xanh đen. Toàn bộ họa tiết của sản phẩm thì đều được làm thủ công hết. Đây là hình ảnh thuyền buồm đang ra khơi, con thuyền được làm nổi, được điêu khắc nổi. Ở phần bầu phía trên được thiết kế hình ảnh tùng hạc. Và sản phẩm thì được thiết kế thêm những bông hoa mẫu đơn được đắp nổi canh bong rất là đẹp mắt. Đây là mẫu mã đáo, hình ảnh 8 chú ngựa được thiết kế ở bầu dưới, bầu trên là hình ảnh cây tùng. Nếu như mà các bạn quan tâm đến sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại đang đặt ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Đây là mặt sau của mẫu sản phẩm với hình ảnh hoa sen. Họa tiết cũng được làm nổi